Hai Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao tại Phủ Chủ tịch trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của người đứng đầu Nhà Trắng. Có thể nói, chuyến công du châu Á nói chung, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế và Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của một tổng thống Mỹ và là chuyến công du đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống tới Việt Nam. Dư luận và người dân Việt Nam chờ đón những điều tốt đẹp đến từ chuyến thăm quan trọng này. Tuy nhiên, cũng như những lần thăm Việt Nam trước đây của các vị tổng thống Mỹ, một thành phần không thể nhắc tới và luôn theo dõi chuyến thăm này của ông Donald Trump là các nhà dân chủ Việt ở quốc nội và hải ngoại. Sau khi Bộ Ngoại giao hai nước thống nhất lịch trình, thời gian của chuyến thăm, không ít nhà dân chủ Việt đã tỏ ra vui mừng phấn khởi lên kế hoạch cho những dự định khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Việt Nam. Giới dân chủ Việt càng tỏ ra vui mừng hơn khi đệ nhất phu nhân Tổng thống Melania Trump sẽ cũng tới Việt Nam cùng Tổng thống Trump. Chẳng vậy mà họ đã nghĩ ra trò để con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm, hiện đang thụ án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, viết thư gửi cho bà Melania Trump đề nghị can thiệp để trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy nhiên, sau khi bà Melania Trump không sang Việt Nam cùng với Tổng thống Donald Trump, lý do chắc nhiều người đã rõ đó là ông Trump sang Việt Nam không chỉ thăm Việt Nam mà còn dự hội nghị APEC với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên. Giới dân chủ Việt lại được phen chưng hửng. Không những vậy, trước khi ông Donald Trump sang Việt Nam, giới dân chủ cuội ở Việt Nam cũng đã bày đặt vẽ ra những trò như kêu gọi lãnh đạo các quốc gia dự APEC gây áp lực đối với Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, đại loại là kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo APEC gây áp lực lên chính phủ Việt Nam để đòi trả tự do cho những người mà họ gọi là bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, tù nhân chính trị. Vậy nhưng, một lần nữa giới dân chủ Việt lại phải thất vọng toàn tập trong suốt quá trình tham dự hội nghị cấp cao APEC và những lần gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam, ông Trump không hề đả động gì đến những vấn đề mà giới dân chủ đang quan tâm. Hơn nữa, trong toàn bộ lịch trình làm việc tại Việt Nam, ông Trump cũng không hề có cuộc gặp nào với những người vẫn được gọi là các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Theo lịch trình, sau lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành hội đàm. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Buổi chiều, ông Trump rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam sau khi đã tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trong suốt quá trình tranh cử, Tổng thống Donald Trump cũng chẳng lấy làm mặn mà lắm với giới dân chủ ở các nước, những người vốn vẫn ăn tiền của chính phủ Mỹ trong các nhiệm kỳ tổng thống trước đây. Không những vậy, ông Trump còn nói không với những khoản ngân sách dành cho số này. Có thể nói, một lần nữa đám dân chủ cuội lại phải thất vọng với những gì mà chúng mong đợi ở ông Donald Trump. Trong khi người dân cả nước quan tâm và hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang lại những kết quả tích cực nhằm phát triển hơn nữa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thì lại có những kẻ lạc lõng cô đơn giữa dòng đời. Thật đáng thương cho những kẻ đó không ai khác chính là đám dân chủ cuội.